Đáng chết. 2 tiếng sau, lão đại, ta đã xác nhận toàn bộ người của Trương gia đều đã chết. Ngoài ra chúng ta đã có được bằng chứng buôn bán ma túy của Trương Phụng Minh, giống hệt với những gì trên bức thư nặc danh kia nói. Xem ra là do phân tranh nội bộ ở trong Trương gia đã gây ra thảm kịch này. Đã tìm ra người có thư nặc danh chưa? Chuyện này tạm thời vẫn chưa có đầu mối. Đỡ đó trước đi, coi như là sắp kết thúc rồi. Đã xong, hành động tiêu diệt Trương gia kết thúc. Thì hợp đồng Trương gia phải bồi thường 20 tỷ, phân chia cho mỗi nhà tham gia hoạt động khoảng 3,3 tỷ. Trương gia phá sản. Các nhà quyết định vẫn đầu tư hạng mục của Trại Sơn Bình vẫn là 20 tỷ, tập đoàn Thanh Đường chiếm 10% cổ phần. Âu Dương gia ở đảo Kinh Môn cũng muốn được hưởng lợi, nên đã Âu Dương Lộ tìm mình bằng chuyện hợp tác. Tôi quyết định sẽ hợp tác với họ. Người phụ nữ Âu Dương tiểu thư muốn hợp tác như thế nào? Để hạng mục vào thời kỳ giữa chắc sẽ cần thêm đầu tư. Họ muốn nắm quyền chủ đạo vào lúc đó. Anh định tiếp tục cùng bọn họ kiếm đầu tư? Không, tôi chỉ phụ trách ra phương án quy hoạch, chuyện tiền Âu Dương sẽ lo. Tuy có tiền bồi thường của Trương gia, nhưng lấy được đến Tây cũng cần thời gian. Sau này công ty phát triển và việc tu luyện đều cần tiền. Chuyện công ty đánh nhờ cô nắm bắt thời gian. Tôi thấy Âu Dương gia không đơn giản chỉ là tìm anh hợp tác. Âu Dương Lộ Lộ luôn muốn đối đầu với anh. À, tới rồi, Khang Hạ dừng xe đi. Vào trước đi, tôi còn đến quán cơm. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, bằng lái xe của anh đã làm xong mà không đi lấy, tôi đem qua cho anh rồi. Gần đây có nhiều việc bận quá quên mất. Tôi có chuẩn bị một món quà cho anh. Tôi đưa cho mẹ, cho chị một rồi. Anh vào nhà thì xem thử đi. Cảm ơn. Lão đại, cho tôi xem nguyện vọng mà anh điền. Wow, anh thật trâu bò. Chỉ điền một nguyện vọng, còn là trường đại học giao thông mà đù. Đừng có chỉ nói tôi, cậu định đi đâu? Dù điểm số của tôi không cao, nhưng vào một trường hạng hai ở Ma Đô giờ dư sức. Hơn nữa tôi phải học võ công với anh mà. Có phải đã quên phải giảm béo thành công á, thì tôi mới dạy cậu. Lão đại, anh nói đùa thôi đúng không? Cậu nói xem. Đường tu. Bàn tử. Có kết quả thi đại học thì nói với tôi một tiếng. Anh yên tâm đi, vậy tôi đi trước đi. Giờ này chắc trong quán cũng không bận lắm, hay là vừa thăm Mỹ. Đường tu, nếu cậu không bận có thể cùng tôi đi đến trạm xe được không? Hôm nay tôi không đi xe. Cái đó thư tôi đưa cậu. Thư cô đưa tôi. Xin lỗi, cậu nói trước đi. Thư cô đưa tôi đã xem rồi. Tôi biết cô vì chuyện một năm trước tôi cứu cô mà bị thương. Sau đó lại có việc đi trước nên cảm thấy áy náy. Một năm gần đây cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Vì vậy, chuyện đã qua rồi á, thì đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Nói vậy là anh, tôi tha thứ cho cô rồi. Cảm ơn cậu, Đường Tu. Bởi vì trước kia cậu không trả lời vấn đề này nên tôi mới viết thư. Làm tôi mừng hụt một phen. Tôi còn tưởng là thư cô Bạch đưa tôi là thư tình. À, lúc đó tôi không biết mở miệng thế nào nên mới. Nếu cậu đã tha thứ cho tôi, vậy chúng ta xem như là bạn bè rồi. Sau này có thể gặp lại không? Mẹ con vợ rồi. Tô Nhi mới vào nhà. Cơm canh vừa mới nấu xong. Ai da. Cô ăn chậm thôi. Không ai dành đâu. Đúng rồi. Hôm nay con đi điền nguyện vọng đúng không? Con định học ở đâu? Không phải là đại học ở Kinh Thành đó chứ? Đại học ở Kinh Thành, mẹ lo cô sẽ học ở Kinh Thành sao? Bởi vì gia đình cha cô ở Kinh Thành nên mẹ mới lo lắng. Đã nói không chắc đến ông ta nữa mà. Tô Nhi, dù gì ông ấy cũng là cha cô. Con vừa ra đời, ông ta đã mất tích rồi. Lúc con và mẹ chịu khổ thì ông ta ở đâu? Lúc con và mẹ bị bắt nạt thì ông ta lại ở đâu? Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, con muốn đổi sang họ Tu. Mẹ lại không chịu, con không có cha. Không còn nhắc đến ông ấy nữa. Xin lỗi, mẹ đừng giận, con không nên nói nổi nóng với mẹ.
Con chọn đại học giao thông Madu. Wow, đó là trường trọng điểm cả nước, con có nắm chắc không? Mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quán ăn Tô Tỷ, phòng ngủ của Đường Tu. Định đem một tí quần áo qua biệt thự, nhưng sau khi tu luyện Thông Thiên Quyết thì quần áo đờ mà không vừa rồi. Mà đi mua mới thôi. Hình của ai? Là Mỹ đặt đây sao? Ba. Chị Một, em về rồi. Đường Tô có thư của em này. Thư ai gửi vậy? Người đưa thư không nói. Hắn nói cậu mở ra sẽ biết. Ừ, được rồi, em biết rồi. Khang Hạ cũng gửi đồ gì phải không? Ừ, Khang tiểu thư nói có một món quà muốn chị tự tay đưa cho em. Cô ấy còn nói món quà này em phải đến bãi đổ xe mà hãy mở. Bãi đổ xe. Đây là Đường Tổng. Chúc mừng anh có bằng lái xe. Tôi tặng anh món quà này, hy vọng anh sẽ thích. Cảm ơn nha Khang Hạ. Nhà kho trong biệt thự Đường Tu. Đường tiên sinh, anh làm rất tốt, tôi và đồng đội nghiện ý đi theo anh. Lúc cần xin hãy liên lạc với chúng tôi. Sau thư là điện thoại của tôi. Đầu sói. Phải nhanh chóng tu luyện, nhưng lần trước Âu Rỡ đã dùng rương thuốc cao cấp cuối cùng rồi. Đồ hiện có trong tay không có tác dụng lớn đối với tu luyện. Tuy có một viên trung cấp cho nguyên và cả số hộ thể, nhưng chúng không dùng làm thuốc được, không thể phát huy được tác dụng của chúng. Viết ra một danh sách để Trần Chí Trung giúp đỡ mua một ít, chế tạo những không gian. Nguyên liệu đã có đủ, nhưng dùng kim sa thạch kết hợp với liệt không thạch ra để chế tạo thì lãng phí kim sa thạch quá. Thuốc cao cấp không dễ mua, nhưng đá quý thì trên mạng có không ít. Hay là lên mạng tìm thử xem có khoáng thạch nào thích hợp hơn không. Ngoài ra, thanh kiếm này dù đã chế tạo lại nhưng không tiện mang theo, còn cái hộp quan này nữa. Chủ nhân trước đây dùng chân khí để phong ấn cái hộp này, nếu đã vậy thì mình sẽ dùng chân khí của mình để phá vỡ phong ấn. Đây là Nguyên Thần Đan. Vậy người có thể mở ra cái hộp này có lẽ đã vượt qua khảo nghiệm của Hỏa Kỳ Lân. Nguyên Thần Đan này là phần thưởng, xin đừng có phong ấn Hỏa Kỳ Lân, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Thì ra là vậy, nên lúc đó Hỏa Kỳ Lân mới tha cho mình. Nguyên Thần Đan này là đan dược rất khó luyện thành, mình đánh giá thấp người đó rồi. Mình dùng Nguyên Thần Đan này tu luyện luôn, đã đến giai đoạn dịch kinh cảnh giới. Lần này dứt khoát không dùng ma tu, dùng thần tu xem sao. Này, chân khí của mình sao lại thoát ra ngoài? 5 tiếng sau, Thông Thiên Quyết thần tu hình thái. Dùng thần tu sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới đạt được lúc đó, lúc mà ma tu. Chân khí của ma tu sẽ thoát ra ngoài. Tuy công pháp có tăng lên nhưng vẫn chưa đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Xem ra lãng phí Nguyên Thần Đan này rồi. Mình bắt buộc phải chọn một trong hai con đường thần tu mà và ma tu đã hoàn thành tầng thứ nhất tinh thần bá thể của Thông Thiên Quyết. Hoặc là nghĩ cách để thần ma hai bên cân bằng. Trần Chí Trung, tôi gửi cho ông cái danh sách nguyên liệu ông mua giúp tôi. Mua xong thông báo cho tôi. Khoáng thạch hiếm có rồi. Đông oán thạch, tối tinh thạch. Đông oán thạch với tối tinh thạch, hai viên này kết hợp với liệt không thạch chế tạo ra những không gian là đủ rồi. Ở Tân Thành trong tiệm hôn nghiên cổ môn, thời gian công bố kết quả thi và đến bệnh viện khám bệnh nó vẫn còn vài ngày. Đi Tân Thành một chuyến nhất định phải nhanh chóng luyện ra những không gian. Sân bay quốc tế, thành phố Tân Thành. Xin lỗi anh, vì tôi là kỹ thuật nên chuyến bay đến Tân Thành sẽ bị chậm 1 tiếng. Cửa đăng ký số 3 còn sớm. Và đó ngồi một lát vậy. Cho tôi ly cà phê đá không được, cảm ơn. Để Tân Thành mua khoáng thạch xong xong thì phải về sớm. Sắp đến thời gian hứa với viện trưởng Lý đi xem bệnh rồi. Có thể mượn điện thoại của anh một lát không? Ấy dô, có giống cái cô Minh Tinh Trường Hinh Nhã kia nhỉ? Cô muốn mượn điện thoại cũng được, nhưng cô phải gỡ kính xuống cho tôi xem mặt. Thân hình cô không tồi. Mời tôi chơi 2 ngày ở Tinh Thành. Tôi mua cho cô 10 cái điện thoại. Đồ khốn. Tôi cho cô mượn điện thoại. Này tôi kia. Mày muốn giành người. Tôi mua anh 2 ngày ở Tinh Thành. Thế nào? Đôi mắt tinh này đáng sợ thật. Cảm ơn. Tôi không cẩn thận đã làm mất túi và hành lý rồi nên phải đi mua điện thoại. Đến đây ngồi đi. À, nhìn tên này có vẻ không dễ chọc hay là thôi đi.
Tôi mua giúp cô đồ uống. Vâng, cảm ơn anh. Cô gái này chính là Trương Hình Nhã. Tuy mình không hay theo dõi minh tinh nhưng cũng đã từng thấy trên tivi rồi. Cô ấy là nữ thần của bản tử. Lát nữa xin cô chữ ký giúp cậu ta nhất định sẽ rất vui. Lão đại, Hình Nhã lại ra album mới rồi. Chết rồi, lỡ ấn nhầm vào danh bạ nhưng số liên lạc của người này ít thật. Đây là... Này, tôi tốt bụng cho cô mượn điện thoại, sao cô lại dám lục xem danh bạ của tôi? Âu Dương Lộ Lộ và Sở Nghĩ, sao anh lại biết được bọn họ? Liên quan gì tới cô? Nếu cô không gọi điện thì mau rời đi. Tôi xem qua rồi, Âu Dương Lộ Lộ và bạn thân của tôi, số của cô ấy tôi nhớ rồi, không dám giấu. Tôi là ca sĩ Trương Hinh Nhã, nếu anh là bạn của Sở Nghĩ và Âu Dương Lộ Lộ thì xin giúp tôi một việc. Cô là Trương Hinh Nhã thì sao? Sao tôi biết được cô có quen họ thật hay là không? Tôi sẽ gọi cho Âu Dương Lộ Lộ để chứng minh cho anh thấy. Hắn không phải gây đấy chứ. Mình đã nói rõ thân phận rồi mà hắn vẫn còn dây dưa. Hay được tôi. Anh yêu, nhớ em rồi đúng không? Lộ Lộ, là mình, Hinh Nhã đây. Hả? Sao cậu dùng điện thoại của đường tôi gọi cho mình? Mình đến Tân Thành có việc. Hành lý và túi bị mất rồi nên mượn điện thoại. Cậu ở Tân Thành, cậu đến đó làm gì? Vì bệnh của bố, nghe nói là chủ tịch của ngành dược Bách Đức Trần Chí Trung cũng mắc bệnh giống bố tớ nhưng đột nhiên lại khỏi bệnh. Mình liên hệ với Trần Chí Trung muốn hỏi ông ấy cách trị liệu nhưng ông ấy không nhận điện thoại. Nên mình tới Tân Thành đây định đích thân là đi gặp ông Trần Tổng. Ai ngờ vừa đến đây làm mất túi và hành lý. Người cho cậu mượn điện thoại tên Đường Tu, anh ấy và Trần Chí Trung rất thân. À, lúc nãy mình không cẩn thận là thấy được số Trần Chí Trung trong danh bạ anh ta, nên muốn nhờ anh ta giúp mình liên hệ với Trần Chí Trung. Mình hiểu rồi, cậu đỡ anh ấy nghe điện thoại. Alo, ấy, Đường Tu, cô ấy là bạn thân của tôi. Anh nghe thấy rồi thì giúp cô ấy liên hệ với Trần Chí Trung cho cô ấy mượn chút tiền nữa. Tôi biết rồi. Đúng rồi. Anh có nhớ em không? Lúc nào mới đến bảo đảo Kinh Môn, anh đừng có thấy Hình Nhã xinh đẹp rồi có ý nghĩ khác. Cô ấy là bạn thân của em đó. Tôi cúp đi. Bây giờ tôi gọi cho Trọng Chí Trung. Cảm ơn anh nha, được tiên sinh. Mấy phút sau. Cô ấy tên là Trương Hình Nhã. Ông cứ đưa phần thuốc đó cho cô ấy là được. Không còn việc gì nữa. Những nguyên liệu tôi nhờ ông mua, ông lo gấp rút chuẩn bị đi đi. Tạm biệt. Ngày mai cô gọi bảo số này. Đây là số cá nhân của ông ấy. Số trước đây cô gọi là số công việc. Được, cảm ơn Đường tiên sinh. Đây là 2.000 đồng, cô dùng đi. Tiền thì không còn, trợ lý của tôi sắp đáp máy bay tới đây rồi. Cô cứ cầm đi. Ngồi ra, nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Vậy xin chữ ký cho bạn tử hay là thôi đi. Không có gì, tôi phải lên máy bay rồi, tạm biệt. Đường tiên sinh, vẫn còn một việc. Anh và Lộ Lộ có quan hệ gì? Quan hệ bình thường. Đường Tu là Trương Hình Nhã, là đại minh tinh đó. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. 4 tiếng sau, một tiệm đồ cổ ở Tân Thành, Hôn Nguyên Cổ Môn. Anh bạn, tiệm cậu muốn tìm chính là đây. Không sai, chính là đây. Khoáng thạch mình muốn mua chính là ở trong này. Một con phố đồ cổ ở Tân Thành. Xin hỏi có ai không? Ai vậy? À, tôi đã liên lạc trước với ông chủ ở trên mạng. Tôi là người từ Tân Thành đến mua khoáng thạch. Ông chủ đang bận, cậu cứ theo tôi vào trước đã. Mời vào. Cầu xin ngài, chỉ 20 vạn. Đây là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi. Nếu không phải vì có người tôi sẽ không bán. Ngài đã nói đây là đồ cổ mà. Hợp quan tài nhỏ này cũng có chút lịch sử, nhưng trên thị trường ở chưa từng gặp qua. Không dở đo lường giá trị của nó. Tôi chỉ ra trả được có 10 vạn thôi. Còn đã, quan tài đá kia đang tỏ ra linh khí. Đây là linh khí chỉ ma thạch ma giới mới có. Ma thạch ma giới và viên thạch tiên giới giống nhau, đều là khoáng thạch dùng để tu luyện. Ở địa cầu rất khó mà thấy được. Thông thiên quyết là pháp quyết thần ma trong song thể. Ma thạch này nhất định phải lấy được. Có thể cho tôi xem thử hộp quan tài nhỏ này không? Cậu là ai? Thầy Hồ. Cậu ấy nói là đến đây đã mua khoáng thạch, đã liên hệ trước với ngài. Thì ra là vậy, cầm đi. Không sai, hộp này dùng ma thạch luyện thành. Xin hỏi có thể nói một ít về lai lịch của chiếc hộp này không? Cái này tôi không biết,
Chỉ nghe người nhà nói là đồ gia truyền cực kỳ trân quý, vậy tại sao còn lại muốn bán nó? Không dám giấu, nhà tôi bị cháy. Trong nhà thứ duy nhất không bị cháy chính là chiếc hộp này. Bố tôi bị thương ở trong trận lửa đó. Còn 20 vạn làm phí phẫu thuật, nên tôi muốn bán cái hộp này. Nói cho tôi tài khoản của cậu, tôi lấy chiếc hộp này 20 vạn. Ồ vậy cảm ơn anh. Cậu xem thử đi, tiền chuyển rồi. Sao? Sao lại dư ra 5 vạn? 5 vạn này là tiền mua đồ bổ cho cha cậu. Đại ơn đại đức của cậu cả đời này tôi sẽ không quên. Mau đứng lên, tranh thủ thời gian mà đi bệnh viện đi. Thầy Hồ, đồ tôi đã đem đến rồi. Mở ra đặt lên bàn đi. Tạm biệt. Vậy tôi đi bệnh viện đây, tạm biệt. Đông danh thạch, tối tinh thạch. Anh bạn, trong tay tôi có ba khối thạch cậu cần. Ba khối này có thể bán cho cậu. Ba khối này nói như vậy là trong tay ông ấy không chỉ có ba khối. Lão tiên sinh, ông ra giá đi. Giá duy nhất 1.500 vạn. Thầy Hồ, đây đều là vật cất giữ của ngài. Hơn nữa giá này có vẻ hơi thấp. Uyển Dình, không cần nói nữa. Ba khối này nếu cậu ấy trả nổi tiền, ta liền bán. Thời buổi này người ta thích ra vẻ thật sự quá nhiều. Nhưng người làm được thì lại quá ít. Ta thích cách làm việc của cậu. Nhưng tuy rằng tôi bán giá rẻ cho cậu, nhưng 1.500 vạn cũng không ít. Con người tôi rất nôn nóng. Nội trong một trong hôm nay, cậu không trả nổi thì về đi. Tài khoản của ngài nhận được 1.500 vạn, xin kiểm tra. Không hổ là cái người trẻ tuổi mà ta nhìn trúng. Không tệ, không tệ. Tây Hồ ngài chạm chút. Ông ấy hình như có bệnh phổi rất nghiêm trọng. Tối nay tôi làm chủ, cậu nhất định phải đến. Chúng ta đến nhà hàng ngon nhất ở Tân Thành, Hà Hoa Lâu Đan. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. 7 giờ, Hà Hoa Lâu. Hà Hoa Lâu này chỉ có hội viên mới được vào. Chủ tiệm rất giỏi văn hóa Trung Quốc. Muốn trở thành hội viên ở đây á, phải tinh thông thủ nghệ truyền thống của Trung Quốc, như quốc họa, như thư pháp, cổ nhạc, vân vân. Tôi đây bất tài, ngồi trừ hiểu về văn vật, hiểu sơ một ít thư pháp. Cậu thấy tấm biển ở trước cửa không? Là tôi viết đó. Chữ của lão tiên sinh cứng cỏi có lực, rất có phong phạm bậc thầy. Vẫn chỉ biết tôn danh của ngài. À tôi quên mất, vừa cao hứng liền quên luôn giới thiệu bản thân. Tôi tên là Hồ Bách Nghi. Hồ Bách Nghĩ, người Tân Thành, là giáo sư ngành khảo cổ của trường đại học giao thông Ma Đồ. Tiệm đồ cổ đó là một sở thích, lúc không bận thì sẽ đến dọn dẹp. Mình đăng ký ngành khảo cổ của đại học giao thông Ma Đồ. Thầy Hồ này chẳng phải sẽ là thầy của mình sau này sao? Nó là con của bạn tôi, tên là Mục Uyển Danh. Tốt nghiệp trường đại học Kinh Thành, là nghiên cứu sinh lịch tài nữ nổi danh ở Kinh Thành. Cầm kỳ thi họ đều tinh thông. Anh giới thiệu về mình đi. Tôi tên là Đường Tu, người Kinh Thành, vừa thi đại học xong. Cậu cậu là học sinh cấp 3. À, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đường Tu cậu báo danh vào trường nào? Thật không dám giấu. Vào đi. Giáo sư Hồ, làm phiền rồi, tôi là chủ tiệm Bạch Ngọc. Đây là hội viên mới của Hà Hồ Lâu. Chúc Dung, tôi đưa cậu ấy đến để chào hỏi các vị khách quý và làm quen. Chúc Dung tiên sinh là hội viên mới của Hà Hồ Lâu. Tháng trước cậu ấy nhận được giải nhất cái đấng cổ cầm toàn quốc. Thì ra là đại công tử của Chúc gia. Chúc Dung chúc mừng, chúc mừng. Ai do, đây chẳng phải là tiểu thư một yến danh sao đó lâu không gặp. Gần đây có khỏe không? Chúc tiên sinh, giáo sư Hồ đang chào hỏi cậu đó. Bùa đấu giá lần trước giành mất bức họa chữ Vương Hy mà em thích. Xin lỗi nha, nếu em thật sự muốn chúng ta có thể thương lượng. Bỏ cái tay bẩn anh ra, Chúc Dung. Bỏ cái tay bẩn của anh ra, Chúc Dung. Đâu đâu chết tôi rồi. Là tên khốn kiếp nào vậy? Ném muỗng vậy? Cho anh 3 giây, xin lỗi tiểu thư Mục Uyển Dinh. Sau đó cút ra ngồi. Cuối cái con mẹ mày. Lộ giải ngầu bị vả mà tới này đúng là nhàm chán. Nếu anh thức thời thì nhân lúc tôi chưa đổi ý, nhanh chóng xin lỗi cút. Nếu không, đoạn tiếp theo tôi sẽ đập chết anh. Tên này là quái vật sao, có thể một tay đánh nát cái bàn gỗ.
Không thể đối cứng với hắn được. Đứng ngơ ra đó làm gì? Muốn ăn đòn sao? Tao, Trúc Dung, theo quy củ của Hà Hoa Lâu, gửi lời khiêu chiến đến mày. Khiêu chiến? Bây giờ tao là khách VIP, theo quy củ, tao có thể gửi lời khiêu chiến đến bất kỳ ai. Người thua hoặc không tiếp nhận khiêu chiến thì vĩnh viễn không được bước vào Hà Hoa Lâu nữa. Người thua phải tự bỏ kỹ nghệ sở trường của mình, cả đời không được sử dụng nữa. Kỹ nghệ của tao là cổ cầm. Tao muốn dùng cổ cầm đấu với mày. Trúc tiên sinh, còn đã mặc tôi rút lại lời khiêu chiến đi. Tôi và giáo sư Hồ đều là bạn của tôi. Giám đốc Bạch, quyết định là do bà đặt, tôi chỉ thực hiện quyền lợi VIP của mình thôi. Sao? Sao hay không? Cửa bên đó tôi chỉ làm theo quy củ của quán. Anh xác định muốn sao cầm cổ? Cổ cầm sao? Mày biết cái đàn cổ cầm không? Tao lấy người sinh sống của mình ra cực đó. Mày có thể lấy ra cái gì? Tên này lý nào biết đàn cổ cầm? Nếu anh đã muốn cược, tôi sẽ lấy ra vật cực mà mình vừa ý nhất. Nếu tôi thua, tôi mất 1.000 vạn. Nếu anh thua, việc về sau không được đàn cổ cầm ra, còn phải xin lỗi chúng tôi và lấy cái bức tranh chữ Vương Hy tặng cho một tiểu thư. Bớt chém gió đi, sao tôi biết mày được mày có 1.000 vạn hay không chứ? Tôi bảo đảm cho đường tu, nếu cô ấy không có, tôi nghiện ý trả. Vậy mà giám đốc Bạch dựa theo quy củ mà khách trong quán đến làm giám khảo, mày thua rồi thì đừng có mày giở trò đi. Cứ chờ xem, trận đấu hôm nay do Trúc tiên sinh mở đầu trước. Wow, là Tiêu Tương Vân Thủy, một trong thập đại danh thúc. Tuy không muốn thừa nhận nhưng kỹ thuật cổ cầm của tên Trúc Dung này đúng là tốt, tốt thật. Mấy vị, xin lỗi tôi không thể mượn cổ cầm giúp mọi người được. Sao lại như vậy được? Ngài có điều không biết, những người đàn cổ cầm ở đây đều có giao tình với Trúc Dung, nên không có ai đồng ý cho các vị mượn đàn. Không sao đâu giám đốc Bạch, chẳng phải hắn đang đàn đó sao, lát nữa mượn là được rồi. Trúc Dung sẽ cho cậu mượn đàn sau, nếu khiêu chiến là do hắn đờ ra. Thì tôi cũng muốn xem thử hắn kích thở vô lại tới mức nào. Được, quá tuyệt vời, đàn một bài nữa đi, không hổ là quán quân cả nước. Tên nhóc, tới mày rồi. Tôi không có cổ cầm, anh có thể cho chúng tôi mượn đàn không? Phụ nữ, si đàn, không cho mượn, là nguyên tắc của tao. Mày từ bỏ đi, dù mày có đàn thì cũng không thắng nổi tao. Anh quả nhiên vô lợi, tôi dùng nhạc khí khác diễn tấu cổ cầm mà mô phỏng thanh âm của cổ cầm cũng được chứ. Đâu mày bị cửa kịp à? Được, nếu có một âm nào mà mày đàn giống cổ cầm thì đều tính tao thua. Đó là guitar điện sao? Mày đang đùa hả? Mày muốn dùng guitar điện đàn ra thanh âm của cổ cầm? Nếu anh đã đáp ứng yêu cầu của tôi, thì tôi dùng nhạc cụ gì cũng không liên quan tới anh nhỉ? Được, mời bắt đầu biểu diễn. Đây là một trong việc đáng mong đợi. Năm lớp 10, từng chơi nhạc với bạn tử, biết sơ vờ guitar. Tuy là nhạc cụ của phương Tây nhưng cũng như là cổ cầm đều là nhạc cụ. Mình ở tiên giới vạn năm. Đối với cổ cầm nó cực kỳ thuần thục. Chỉ cần mình dùng chân khí khống chế kỹ xảo đàn tấu, có thể tạo ra được âm sắc của cổ cầm. Là âm thanh của cổ cầm, tên nhóc này làm sao mà hay thế? Đây là bài gì? Trước giờ chưa nghe qua. Điều này có thể sao? Bài này làm rung động lòng người, khí thế hào hùng, lợi hại. Như nhìn thấy một vị thế ngồi tiên nhân đang diễn tấu. Giáo sư Hồ, nhất định phải đỡ anh bạn này làm hội viên của Hà Hoa Lâu. Tên đường tu này đúng là không đơn giản. Mẫu nhìn cậu ấy đạp lên bàn đạp hiệu ứng kìa. Bàn đạp hiệu ứng nó được dùng để thay đổi âm sắc của guitar điện. Bàn đạp hiệu ứng thường được dùng trong nhạc rock và blues nhiều hơn. Tuyệt vời, thơm bài nữa đi. Quá giỏi rồi, wow. Này, tôi nhớ lúc nãy anh nói chỉ cần tôi đàn ra được một âm giống với cổ cầm thì tính anh thua. Với tiên sinh này không biết ca khúc nãy cậu đàn là gì. Để giám đốc Bạch cho cười rồi. Ca khúc lúc nãy là tôi ngẫu hứng đàn ra thôi. Các vị, tôi nghĩ thắng bà đã rõ. Người thắng là anh bạn trẻ này. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Này, làm phiền anh vừa lấy tranh chữ của Vương Hy đến xin lỗi một tiểu thư và hồ lão.
Một tiếng sau, nào, cát. Ê, thật là sảng khoái. Cậu nhìn biểu cảm của Trúc Dung lúc đến được tranh đi. Giáo sư Hồ, tôi là Bạch Ngọc, có thể vào không? À, giám đốc Bạch vào đi. Giáo sư Hồ, tôi đến đưa thỉ hội viên cho Đường tiên sinh. Đây là thỉ hội viên của cậu, cầm lấy đi. Cảm ơn giám đốc Bạch. Vị hồn khiết này là khách quý của chúng tôi. Lúc nãy cô ấy xem cậu biểu diễn, có chút chuyện muốn tìm cậu. Đường tiên sinh, tôi là giảng viên của Đại học Âm nhạc Kinh Thành. Biểu diễn của cậu đúng là quá xuất sắc. Đã quá khen, không biết cô Hồn đây tìm tôi có việc gì? Là thế này, trường chúng tôi đang thiếu một giáo viên giống như cậu. Nếu cậu nguyện ý đến trường chúng tôi đảm bảo với thực lực của cậu trong vòng 2 năm sẽ thăng lên chức giáo sư. Cô Hồn, xin lỗi, thật ra tôi vừa thi đại học xong, nên ý tốt của cô tôi rất cảm kích. Cậu là học sinh cấp 3. Tôi cứ tưởng là do cậu có vấn vị trẻ tuổi thôi. Ờ, 2 ngày trước tôi vừa mới đến điền nguyện vọng xong, vì vậy xin lỗi. Cậu điền đại học nào? Chồng tôi làm bộ giáo dục, nếu cậu muốn đến trường chúng tôi có thể giúp cậu sửa nguyện vọng và sắp xếp cho cậu trực tiếp vào học sau khi tốt nghiệp. Cô Hồn, tôi quyết định trường và ngành thì sẽ không sửa đổi. Nhưng cô cũng đã nhắc nhở tôi. Đường Tu, cậu đây là giáo sư Hồ. Tôi điền vào khoa khảo của trường đại học giao thông Mado. Sau này người là thầy của con, vẫn mong chỉ dạy nhiều hơn. Cậu nói thật sao? Con có lòng tin có thể đổ vào, nên ngày 1 tháng 9 khai giảng xong, con chính là học sinh của thầy. Có được học sinh như con, thầy xem như là có phúc ba đời thì uống với con một ly. Thầy Hồ, bệnh viện đỡ nhất Tân Thành. Thầy Hồ, thầy tỉnh rồi. Sao tôi lỡ bệnh viện, không phải chúng ta đang uống rượu với Đường Tu sao? Thầy không nhớ sao? Tối qua, bệnh phổi của thầy tái phát. Ồ, tôi nhớ ra rồi, là Đường Tu. Tôi nhớ tối qua cậu ấy dùng một loại phương pháp tương tự như khí công để chữa bệnh phổi cho tôi. Tôi còn tưởng là mình nằm mơ. Đường Tu đã lại phương thuốc này cho thầy, bảo thầy uống đúng giờ rất nhanh sẽ khỏi bệnh. Cậu ấy nói là do thầy quanh năm đều tham gia khảo cổ, đã hít phải những cái thứ không sạch sẽ nên mới nhiễm bệnh. Cậu ấy thật sự đã nói như vậy. Chiều nay cậu ấy vừa tinh thần, chắc đang trên đường đến sân bay rồi. Căn bệnh này của mình là do đi khai quật ở cổ mộ 20 năm trước, bị con cương thi phun ra khí độc mà bị cảm nhiễm. Lâu nay mình chạy chữa khắp nơi vẫn không ai trị được. Thầy Hồ, thầy không sao chứ? Không sao, Yến Danh. Con thấy Đường Tu này thế nào? Con luôn nhớ lời thầy dạy, nhìn người không thể nhìn bờ ngồi. Nhận Đường Tu này tuổi trẻ lại thâm tàng bất lộ, đúng là khiến người khác phải rất kinh ngạc. Đúng vậy, cậu ấy còn cứu ta một mạng á. Chữa vào học mà người làm thấy như ta là thiếu cậu ấy một cái nhân tình lớn. Đúng rồi, năm đó con 17 tuổi, vào đại học năm nay tốt nghiệp hai mới 21. Ta thấy cô và Đường Tu hợp đó, con gái lớn hơn bà, ôm nhà vàng. À thì hồ thì nó bày cái gì thế, chúng con cái mới gặp nhau lần đầu. Người ta giúp con lấy được cái bức tranh chữ Vương Hy mà con thích nhất, cái tên nhóc này cũng rất đẹp trai nữa. Thầy Hồ, thầy đừng có đùa nữa. Ê, hãy bỏ đi. Nhanh thôi, hai đứa sẽ gặp lại, Yến Danh. Ta có chút việc muốn con đi làm giúp ta. Việc gì? Sân bay quốc tế thành phố Tân Thành. Đến hơi sớm rồi, mong là lần này không bị delay nữa. Đường tiên sinh, hôm qua cậu đi gấp quá, không lâu lại phương thức liên lạc nên tôi đến sân bay tìm cậu. Thì ra là một tiểu thư, không cần khách khí như vậy, gọi Đường Tu là được. Cô đến tìm tôi có chuyện gì? Là vậy, thầy Hồ muốn cảm ơn cậu nên nhờ tôi tặng cái hộp này cho cậu. Giáo sư Hồ khách sáo quá rồi. Đúng rồi, chắc thầy ấy đã tỉnh rồi nhỉ? Nhờ phúc của cậu khí sắc thầy ấy tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Thầy, tôi cảm ơn thầy. Nếu thầy ấy đã muốn tặng quà cho tôi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Đây là 3 khối đồng hình thạch, 2 khối tối tinh thạch. Màu sắc của mấy cái khối này so với cái giáo sư Hồ bán trước đó có vẻ tốt hơn nhiều. Đường Tu, thầy Hồ mong cậu đừng có từ chối, dù sao cậu đã cứu thầy ấy một mạng. Những khối thạch này tuy là bảo vật của thầy ấy, nhưng tặng cho cậu thầy ấy cảm thấy xứng đáng. Tôi hiểu rồi, xin một tiểu thư và nói với thầy ấy là mong chờ gặp lại thầy ấy ở trường học. Đường Tu, tôi rất mong được gặp lại cậu ở trường học. Sau này xin chỉ dạy nhiều hơn.
Cũng xin chức dạy nhiều hơn. Đàn chị Mục Uyển Dinh. 2 ngày sau, Bệnh viện Trung y thành phố Tinh Thần, quán trưởng Giang vừa bảo vợ ngài uống thuốc đúng giờ không 1 tháng là khỏi bệnh. Ê, rất cảm ơn đồ tiên sinh, tôi vốn nghĩ bệnh của mình đã không thể chữa được nữa rồi. Đừng có khách khí, tôi đã đáp ứng quán trưởng Giang giúp bà chữa bệnh, điều này là nên làm. Đường huynh đệ, cậu không tính toán chuyện cũ còn giúp vợ tôi chữa bệnh, tôi thật không biết làm sao để báo đáp cậu. Giang Phong, quán trưởng Võ quán Thịnh Long. Không cần cái xấu, sau này tôi còn phải nhờ ngài giúp đỡ đó. Đường huynh đệ, sau này có việc cần cứ mở miệng, Giang Phong tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Này, tôi phải đợi bao lâu nữa? Xin lỗi, chuyên gia được mời đến đã đi vệ sinh rồi. Cần đợi thêm một chút nữa. Viện trưởng Lý, sao lại thành thế này? Bệnh của vợ quán trưởng Giang là do tôi đã hứa, không nói làm gì. Nhưng không phải đã nói hôm nay tôi đến bệnh viện Trung y chỉ để trị bệnh cho vị quyền cao chức trọng đến từ kinh thành kia thôi sao? Sao từ hôm qua tới giờ tôi phải trị bệnh cho những người không liên quan? Ai giờ? Do vị quyền quý kia có việc đột xuất nên đẩy thời gian chúng bệnh thành 2 ngày sau rồi. Tôi nghĩ nếu cậu đã đến rồi, những bệnh nhân mà cậu chữa hôm qua đều là những ca bệnh khó giải quyết. Nhưng trong chốc lát, cậu đã chữa được hết rồi. Bây giờ đám người này đều nghe danh mà đến, đã truyền hình còn gọi điện thoại cho tôi. Đừng có đưa bọn họ đến, tôi không muốn rêu rao. Ông không thấy tôi là đeo mắt kính sao? Yên tâm, giúp cậu từ chối phỏng vấn rồi. Cậu chỉ cần buổi sáng đến khám bệnh là được. Bên ngoài chỉ công bố họ của cậu. Tiền phí khám bệnh nhất định sẽ khiến cậu vừa lòng. À, được rồi. Coi như là tôi trả mối cái ân tình trước kia của ông luôn. Là điện thoại của viên chính tuyền, ba bạn tử. Chú Viên tìm cháu có việc gì không? Đường Tu, Sở Lan bị bắt cóc rồi, chú cần sự giúp đỡ của cháu. Chú Viên, chú nói đi, bây giờ con sẽ ra ngồi. Đường Tu, vũ khí mà công tôi đang nghiên cứu bị thế lực vũ trang nước ngoài nhắm vào. Họ bắt cóc Sở Lăng muốn ép tôi giao vũ khí ra. Tôi dẫn theo thủ hạ gặp mặt bọn chúng tại điểm hẹn thì bị trúng bẫy. Thủ hạ của tôi tử thương nhiều, chúng tôi bị nhốt lại trong này. Địa điểm là cái chợ giao dịch xe cũ Võ Hôn ở thành Bắc. Đáng chết, địa điểm quá xa. Dùng thân pháp qua đó sẽ nhanh hơn. Những con đường nhanh nhất đó phải bay qua Tinh Thành, dễ gây chú ý. Cái đám người Chung Thiết Khơ y là cũng ở trong thành, chắc không đến kịp. Đúng rồi, đầu số mà lần trước mình liên hệ cậu ta mới nói bọn họ sẽ ở gần Bắc Thành, đợi lệnh của mình. Đầu sói, lập tức đưa người của cậu đến một cái chợ bán xe bỏ hôn ở thành Bắc giải cứu nhóm người bị lực lượng vũ trang ở nước ngoài bao vây. Nhiệm vụ hoàn thành thì báo cho tôi. Nhận được, lập tức hành động. Nhớ lưu lại người sống. Bạn tôi còn ở trong tay chúng. Đã rõ. Các anh em, đã nghe rõ rồi chứ? Thu dọn đồ chúng ta đi. Để đảm bảo, nên gọi bọn Chung Thiết Khơ cùng nhau hành động luôn. Alo, Chung Thiết Khơ. Gọi người của cậu tập hợp. Chợ buôn bán ở xe cũ bỏ hôn ở thành Bắc. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Thuộc hạ của viên chính tuyền có lẽ đã chết hay bị thương gần hết rồi. Bên trên đã nói, muốn người sống, vị trí hiện tại của hắn không dỡ động thủ. Cứ kéo dài thế này quá lãng phí thời gian rồi. Cho người đến tòa lâu nằm ở phía góc nghiêng kia xem thử có chỗ đột phá không. Bọn chúng bắt đầu di chuyển rồi, nghe lệnh của tôi. Đội viên chú ý, nhanh chóng di chuyển đến tòa lâu ở phía trước tìm chỗ đột phá. Đây là biểu tượng của dòng binh đoàn Lưỡi Hái Tử Thần. 5 năm trước, vì bọn chúng mà đội ngũ của tôi mới bị giải tán, đúng là ôn gia ngõ hiệp. Các anh em nghe đây, đám người này là người của Lưỡi Hái Tử Thần. Hôm nay chúng ta có thể báo thù rồi. Bắt đầu hành động, giết cho tôi. 20 phút sau, ngôi thành Tinh Thành. Là đầu sói, alo, đầu sói sao rồi? Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng tôi có 2 anh em bị thương, cố ý thả đi 2 tên địch.
Người của tôi đang theo dõi, đối phương có lai lịch gì? Dòng bên đòn, lợi hái tứ thần, một tổ chức khủng bố đầy tội ác, thế lực phân bố rộng trên thế giới, trên toàn cầu. Biết rồi, có thể xác định phương hướng của hai tên địch được thả đi kia không? Người tôi phải đi theo dõi có GPS, bọn họ đang trên đường Ngọc Điền, di chuyển về hướng Nam, đường Ngọc Điền. Bây giờ tôi đang ở trên đường Ngọc Điền, đầu rối, có đường ở cấp điện thoại. Nếu rất gần như vậy, dùng thần thức là có thể tìm kiếm được hai cái tên kia. Biểu tượng lưỡi hái, chắc là bọn chúng rồi. Đầu rối, đỡ viên chính tuyên nghe điện thoại. Chỗ viên, ngồi trừ lưỡi hái tứ thần ra có thể lực nào mà tham gia vào nữa không? Cái này ta không rõ lắm. Nhận theo lý mà nói thì bọn chúng có lẽ vẫn còn tiếp ứng nữa. Đường tu, cháu nhất định phải cứu được sở lăng. Chú yên tâm, cô nhất định sẽ cứu được viên sở lăng. Chú đã đầu sói nghe điện thoại. Alo, bữa tiếp theo chúng tôi nên làm gì? Có đôi những người có thể chiến đấu lát nữa. Hội hợp với bọn với tôi tại hang ổ của bọn chúng. Chúng tôi chơi trò nội ứng ngoại hợp. Nội ứng ngoại hợp. Tuy tôi không hiểu ý của cậu lắm, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ xuất phát đến vòng vây bên ngoài hạt ổ đợi lệnh của cậu. Trương Thiết Khê, tôi gửi định vị cho cậu, đưa người của cậu theo định vị qua đây. Nhớ kỹ là âm thầm xâm nhập đợi lệnh của tôi. Biết rồi ông chủ. Giờ này ngoại thành chắc không có người với xe nữa rồi. Bạn tử, cố chịu đựng, tôi sẽ đến cứu cậu ngay. Ngồi ở thành Bắc của Tinh Thành tại một công xưởng bó hoàn. Cháp 96, lưỡi hái tử thần. Miệng cứng nhỉ, lát nữa thấy bố của mày đã coi còn cứng được nữa không? Trưởng đoàn năm của lưỡi hái tử thần, thái qua nhỉ. Các mũi của mày xuống làm quà gặp mặt cho bố mày được đi. Đừng động đậy, nó lo giết chết mày thì không còn thú vị nữa. Thái qua nhỉ, tụi bay muốn bọn tao phải đợi đến khi nào đi? Thần là phải tiếp ứng, bọn tao nên lấy được đồ và rút lui. Gia chủ bất thần nhất đau lơ thứ Yamamoto Ichiro. Lão già Yamamoto, nếu các người là phải tiếp ứng thì nên tiếp tục chờ đó đi. Ở đây chưa tới lượt các ngươi ra lệnh đâu. Mẫu nhiên kìa, hai người phía tao quay vờ rồi. Người đau cổ ấy bị thương rất nặng đã ngất đi rồi. Xảy ra chuyện gì với người khác đâu? Chúng tôi gặp mai phục, đối phương đã có chuẩn bị từ sớm. Chỉ còn lại hai người. Mày nói cái gì? Viên chính tuyên mày giỏi lắm. Mày dám giết người của tao, tao phải giết chết mày. Đừng lo lắng, tao sẽ đem đầu của mày đến lên bàn làm việc của ba mày. 10 phút trước ở bên ngoài công xưởng. Vương mệnh, chúng tôi lần theo định vị GPS của hai người đã tìm thấy hang ổ của kẻ địch. Hai cậu đang ở đâu? Các cậu tìm thấy là được rồi, nhiệm vụ theo dõi của chúng tôi xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Chúng tôi sợ bị phát hiện nên không dám theo sát. Lúc nãy chúng tôi phát hiện thi thể của một trong hai cái địch bị theo dõi, quần áo bị lột sạch. Cậu đem theo những người có thể tiếp tục chiến đấu, lát nữa hang ổ của địch nội ứng ngoại hợp với tôi. Thì ra là vậy, đúng là giỏi thật. Vương Minh, nhanh chóng xử lý thi thể đi, qua đây hội họp với chúng tôi. Lúc nãy đường tôi đã gửi tin nhắn thông báo tín hiệu. Được thôi, tôi biết rồi. Đầu sói, thế nào rồi? Xử lý thi thể, hội họp với bọn họ. Đừng yên, trừ phi mày muốn chết. Bạn tử, lúc trên đường đến đây tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày công bố kết quả thi đại học. Lão đại, ngồi ra đó làm gì? Giết hắn. Đoàn lĩnh đến thơ lưỡi hái tử thần vì muốn lấy được nghiên cứu vũ khí của chính tuyền. Bà có viên sơn lăng lúc kẻ cầm đầu mà thái qua nhĩ định làm viên sơn lăng bị thương. Người tiếp ứng hành động là Yamamoto Ichiro, gia chủ bất thần nhớ cái đau lơ xuất hiện. Chúng mày rốt cuộc là muốn bọn tao phải đợi đến khi nào? Lúc hai bên đang tranh chấp, đột nhiên có hai thành viên của đoàn lính đánh thơ bị thương quay về. Báo cáo với thái qua nhĩ trúng mai phục của viên chính tuyền, tử thương trầm trọng. Đây là chuyện gì với người khác đâu? Bọn tôi gặp mai phục, đối phương đã có chuẩn bị từ sớm, chỉ còn lại hai người bọn tôi. Thái qua nhĩ tức giận muốn giết viên sở lăng để báo thù cho những thành viên đã chết.
hắn bóp còi. Mày dám giết người của tao, tao bắt đầu bắt con mày đền mạng. Đồ số thuận lợi tiến vào sào huyệt của kẻ địch. Vương Minh báo cáo một trong số hai người bị theo dõi đã bị giết chết, còn bị lột sạch quần áo. Cái này là lúc nãy mình đọc rồi anh em ạ. Đầu số bảo Vương Minh nhanh chóng mà xử lý cái thi thể và đến hội tụ. Nhận trong phải cái mai phục của ninja, không rõ thân phận, chỉ có thể khoanh tay chịu trói. Trong chớp mắt, khi thấy Hoa Nhĩ bóp còi súng, thành viên quay vào báo cáo khi đột nhiên đưa ra tay đâm xuyên qua người hắn. Đạn bắn ra nhưng không trúng viên sơ lăng. Thì ra thành viên giết chết Thái Hoa Nhĩ là đường tu giả trang. Yamamoto Ichiro phát hiện đường tu liền ra lệnh lưỡi hái tứ thần nổ súng vào phía đường tu. Đường tu phải đối mặt như thế nào đây?